hai con này là được rồi. Tỏa một cách dã man anh em nhìn. Tỏa như cá chim. Ui ôi. Ui ôi, bục tay rồi. Chơi được sâu quá. To cái gì mà... Đây con này ông bóng to. Không, cái này chưa ăn thua gì. Úi giời, Rô Phi này chắc tưởng to nhất thì cỡ đi. Lên 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 lên. Ui ôi. Ui ôi. Ui. Rời mẹ vào. Ây yo, xin báo trở lại với channel Cáo Ca nha anh em ạ. Thì hôm nay mình quyết định đi câu anh em nhá. Hy vọng là sẽ dính cá to thôi. Hôm trước thầy bảo ở đây có cá 4 cân anh em ạ. Hôm nay thì đó anh em, thì anh em phải xem này. Mình mới sắm một cần này anh em nhá, gần một cú luôn. Đó. Cần để đi câu kiểu quay 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 anh em cho nó hay đi. Anh em cỡ cao thì câu cần bình thường cũng được, nhưng mình thích cái anh em. Mẹ mình cũng thích trải nghiệm nữa nên là mình mua cái cần này. Nói chung nó sót anh em ạ. Để nghiệp cho bọn con run. Đây. Đây hôm nay là mình dùng con run khổng lồ luôn anh em nhá. Để mình test cho xem. Đây. Đó. Em nhìn run này. Đó, kinh chưa? Giới thiệu với anh em cái cần thì nó rẻ thôi, nhưng mà cái cú đắt này. Nay bác cần xịn đi không được cá, bình thường cần đều đéo này, may ra được cá nhưng mà hôm nay chơi quả cần này nó uy tín luôn anh em ạ. Độ cầu chán vậy. Đây anh em nhá, giới thiệu lại với anh em về cần của mình nó có 2 đốt thôi, bây giờ chưa tâm sự hết. Bây giờ khoe cần chứ. Cần của mình nó có 2 đốt thôi chứ không phải là cần rút đâu, cần 2 đốt thôi, bây giờ mình đã văng ra anh em nhá. Độ cầu chán lắm. Nàng biết toát. Có độ cắn chưa? Bạn còn đang không biết nó có mùi nó còn ở trong nữa. Đây anh em nhá, bây giờ mình sẽ test cái cần này. Chiến phết thì mình độ quang sai đấy. Lên cho lên. Đứng từ từ. Đi cái độ giật mạnh như này giật đi. Ui cắn này. Ui ôi. Ui này này. Ui ôi. Bảo chỗ. Ui. Trùng. Ôi. Ra đây. Được có đùa. Ngốc. Cắn cái phi như điên. Tỏ lắm anh em ạ. Này. Trời ơi. Đâu không cắn được. Anh em này. Đó. Ui ôi, cắn này còn cắn phát đặt xuất phát dính ngay Sophie anh em ạ. Cơm nó bở. Đúng rồi. Mày câu run. Vậy này tỏ đấy. Phải bằng cái quần bô á. Đúng rồi, kinh quá anh ạ. Ui đâu rồi. Rồi. Hay không? Đéo chưa? Quăng đéo ấy. Không có chì à? À cho có chì nhưng mà phao nó to quá. Phao to quá không ạ? Phao to quá, đợi bây giờ đợi tí nữa nó lên đi mà. Ui. Từ từ, nó mới chỉ dĩa thôi. Rồi, chấm đen thôi. Chấm đen. Ui. Mất mẹ rồi. Không mất đâu ông, đây này. Toàn chưa. Ui, Sophie. Nắm rồi nhờ, bọn này về rắn giòn nữa. Đây anh em nhá. Đây. Giới thiệu với anh em. Đây quay này cho sáng đi. Đấy, là con cá rất là to anh em. Đây thành. Nghiệp đây. Ui giời ơi, to to phi rồi. Ui giời ơi, cho lên. Ôi, sao cần này nó không ấy nhỉ? Nó không chuyên nghiệp không nè. Cho lên. Ui, được rồi. Ôi nghiệp xong rồi đây anh em, trong rồi đây. Đây anh em nhá. Đồ anh em, đồ xem con nào to. Hai con bằng nhau. Nhá. Đây anh em nhá, thành quả này. Toàn Rô Phi khổng lồ luôn. Đấy anh em này. Cái xoay này của Hổng đúng không? Không Hổng. Câu nhanh được cá nhỉ, hay phết. Đấy. Rồi. Kẹp bữa không? Được. Câu không hết mồi, biết hết đào hai con run thôi. Chết. Ui. Chết. Ui. Chép. Dùng mẹ vào. Dùng mẹ. Cho lên. Vào. Thôi. Đâu cước đâu. Đâu. Tôi lên đây. Ui. Ui. Không mà phao đi. Phao rồi. Phao rung lối tí lối không sao. À kêu ở ngay bờ. Ui không được. Cẩn thận mất nhau ơi. Đồ, cẩn thận. Ui. Ui ôi. Con này cân rưỡi. Này. Ui chà bá luôn. Ui. Anh em này. Kinh nhỉ. Nghiệp tanh ấy. Ui anh em ơi. Độ ra đo mặt độ phát là. Từ đánh mặt đấy. Ui anh em này. Con này bạo chúa vậy. Sáu nặng. Con này cân ấy. Con này phải cân đấy. Ui ôi. Con khủng nhất anh em nhé. Ui giời ơi. Cầm cái khủng phi. Lấy cái lắp đậy vào. Con này nó ra mất. Ui ôi. Nó to dã man. Bỏ cầm cái thùng phi đi rồi cậu không nghe. Biết ngay rồi, biết thế này. Đi quá. Con này cắt rồi hả? Cô gọi mẹ cháu xem. Chắc là 24 rồi. 1, 2, 3. Nghiệp luôn. Dạng vào mù với cá rán. Chết. Chết rồi. Lên rồi. Câu hết ao luôn. Rồi kéo. Rồi.
Toi chưa? Gọi được chưa? Ui 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 ui, khớp đuối quay đi. Nghiệp 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 chết rồi. Nghiệp chết chưa? Ra 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 đi ra đi. Ra đi ra đi ra đi. Ra 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 đi. Không con mại bầu nó gì ấy. Nghiệp này. Chết rồi. Chết 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 chết. Ui trời ơi. Nghiệp toàn câu được cá to rồi. Nghiệp đúng thực dạng sát cá ấy. Mày rồi cho mày ông cứ. Câu chuyển nghề đi câu ơi. Rồi coi. Nghiệp nữa đâu. To chưa? Tự câu tự gỡ. Nhức lách luôn. Môi xịn này. Băng 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 gạt cho bạn cắt. Ừ, thế nó xảo quá. Cầm cầm ở trên đấy này nè. Cầm ở trên lưới cước, đầu cước rồi. Cái tàm. Bắt câu hữu cho mình nhặt. Úi, con này. Tí sang bà bên kia ấy. Rồi vết vào bên dây điện kia thôi, mày con mất. Ra mà. Luôn đi. Chưa. Ấy, cái giống này cá to. Chết mày. Ơi, ơi. Ôi trời ạ. Trừng cá to thế im 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 hả? Quạt dính rồi. Dính 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 dính. Nhập lên chưa? Ui ui. Lên luôn. Ui giời, trông uy tín thế. Đâu rồi đâu rồi? Hả? Đâu rồi? Quay quay cá nhập đấy, quay 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 cá tất cả đấy. Giật lên đi, kéo đi. Cho lên, cho lên. Con này chết rồi, cắn rồi. Cắn nhỉ? Lên đi. Ui, ui to, to. Cũng bé, cũng không to. Cũng to ấy nhỉ. Úi giời. Hai người khinh mới được. Ê, thôi ông gỡ đi. To hết, bao giờ Zofi bạn mới to lên. Chắc mấy năm nữa. Lên luôn đi. Chết. Uầy. Ui. Uầy. À chú đuôi. Ui. Đâm vãi rồi. Đâm vãi. Quá thét bạo lực ấy. Chết luôn. Cong cắn luôn này. Cần cong đẳng cấp nhá. Cái này không gãy gì. Rồi. Anh em nhá. Thành quả của mình. Cũng to bằng con đẹp ấy. To hơn. To hơn à. Hơn. Đó. Phì vậy. Được. Được. Phê phết. Ui tăm kìa. Ui đôi đôi. Tăm 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 tăm. Tăm tăm cá chấm. Con giật 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 giật. Tăm cá chấm thì giờ vừa vừa mới đáp cá mà. Con. Để bạn chết luôn. Ừ. Đừng đùa bạn. Rồi. Rồi. Ui 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 ui. Ui. To chưa? To thật anh ạ. Này. Đã mà. Được. Chết rồi, rơi rồi. Rơi. Cắn thì được rồi. Đỗ. Cắn này. Đỗ kìa, ôi trời ơi. Ông. Giật mạnh lên. Ui ôi. Vãi trường. Vãi. Đỗ. Ôi. Cho lên không? Gãy cần, gãy cần. Ui trời ơi, ơi, gãy cần rồi. Đỗ. Chết không? Một, hai, ba, rồi rồi. Ủa độ câu gì? Câu giờ gì? Câu mua cá. À câu được bao nhiêu mua nhỉ? Thế đi, chạy cái câu đi, câu con nào to đối. Đối cất ai đối ông? Cháu được nhiều phết đấy. Không vào nhé. Không vào, cô không vào. Không. Phao cái đâu? Làm gì? Phao dưới kìa. Con này bé. Tao luôn đi. Rồi, to đấy, to đấy. Đẳng cấp nhỉ. Được đấy, nhá. Có mỗi con nhỏ to nhất đâu. Em nhìn quả cần uy tín không? Gãy toài. Cơ. Ôi. Chú nhìn con Sophie đẳng cấp chưa? Đây, cho chú xem. Này phải 5 cân. Mấy, to chưa? Đó. 6 cân. 6 cân. To phết anh ạ. Mấy. Rơi rồi. Này cháu câu ấy chứ.
Được cái con này được. Nhưng mà câu đây toàn Sophie nó câu cả cắn rồi. Nhưng mà cá khác ít cắn lắm. Nhập cái nặng phết nhỉ. 80 cân à? 70. Kinh, độ bao nhiêu đây? Có độ 59, độ 59 đuối. Kiểu như cá mè rồi. Ấy. Cho xuống nữa, đổ rảnh được. Nhanh. Ui, một rổ luôn này. Kinh nhờ. Con này to vãi. Từ trước giờ mới có cả giờ cá to này. 4 cân. Cái này 2 lạng. Cá to lần bé. Vâng. Bao tiền bà? Không rơi được, không rơi được. Đây, này. Đây nhé. Cá nhiều chưa? Toàn rô phi em nhé. Đó. Đây. Cho mà vớt tí nước này cho nó sống đấy. Không sợ. Ý tí luôn. Đúng rồi, mày cho tí nước mà. Về nhà bố là cá ươn thì không phải mà anh em rõ ràng đi câu đúng không? Không trôi được, bọn này không dãy đâu. Không nghiệp, đéo luôn nhất này. Nào, rồi, anh em lên, rồi. Được đàn cá khổng lồ anh em ạ. Đó, thành quả hôm nay đi câu. Khiếp phết rồi nhỉ. Tí này hấp nhá. Tí này hấp nhá. Được mỗi quần. Mỗi quần là mấy con này nhỉ? Hai con này là rồi. To một cách dã man anh em nhìn. To như cá chim. Một mẹ to hơn bàn tay nhau. Dã man lắm. Nếu các bạn cảm thấy video là hay, hãy nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Cáo Ca nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Cáo. Chào anh em nha.